hãy chú ý cô gái này đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi ngay vừa rồi một người đàn ông đã biến mất ngay bên cạnh cô ấy có phải trên thế giới thực sự tồn tại vũ trụ song song không hãy cùng chúng tôi sử dụng cảnh quay chậm để xem liệu có bất kỳ dấu hiệu nào không đoạn video này được ghi lại tại sân bay ở israel một số người xem cho biết họ cảm thấy rất bối rối và kinh ngạc sau khi xem video này họ mang trong mình sự tò mò mãnh liệt để khám phá bí mật ẩn giấu trong video làm sao có thể có chuyện một người đột nhiên biến mất như vậy mọi người hãy cùng xem thực tế nhân vật trong video thực sự đã biến mất tiếp theo chúng tôi sẽ làm chậm lại xem lại cảnh quay chậm có thể thấy nhân viên an ninh đang thực hiện nhiệm vụ bình thường và các hành khách đang đi qua kiểm tra an ninh đột nhiên nhân viên an ninh và một hành khách đã biến mất như không khí cảnh tượng này có phải khiến người ta cảm thấy rùng mình không liệu có phải một lỗi kỹ thuật nào đó đã xảy ra khiến những thứ bình thường bị che khuất đột ngột xuất hiện và chúng ta chứng kiến những hiện tượng bất thường này chủ đề này cũng rất được hoan nghênh để mọi người cùng thảo luận trong phần bình luận kể từ khi lý thuyết về vũ trụ song song được đưa ra nhiều sự kiện khó giải thích đã bị quy kết là do lý thuyết này chẳng hạn như chim đứng yên không động trong không trung hay sự phân chia rõ rệt giữa các đám mây nhưng tôi muốn nói với mọi người rằng video này thực ra không hề bí ẩn sau khi xem đi xem lại tôi đã tìm ra được bằng chứng hãy cùng chúng tôi xem xét kỹ hãy chú ý quan sát hành vi bất thường của người phụ nữ này tại sao cô ấy lại la hét còn người phụ nữ khác cầm theo vali đột nhiên biến mất và tại sao hai người khác lại dừng lại không đi tiếp một số người xem cho rằng video này được chỉnh sửa bằng hiệu ứng đặc biệt với chi phí thấp một số khác cho rằng đây chỉ là một trò đùa và cũng có người tin rằng vũ trụ song song thực sự tồn tại bạn có ý kiến gì về video này hãy chia sẻ trong phần bình luận